Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về cây thải lài tím này nhé. Các bạn có thể làm công dụng làm thuốc và cũng có thể làm cây cảnh ở trong nhà nhé. Rất là tốt và hiệu quả của nó ạ. Đây ạ, đây là cây thải lài tím nhé. Nó cái này thì các bạn thấy ạ, cái phần lá nhé, cái phần trên ấy thì nó sẽ có màu sọc sọc, kẻ sọc sọc này, nhưng lá ngoài mặt sau lưng nó là tím nhé. Và nó mọc so le như thế này. Đấy, và những cái ấy nó sẽ mọc lên những cái cành cây nhé. Lá của nó thì thành hình đấy ạ. Vặn vát một chút như thế này nhé. Nó lan rất là nhiều đấy. Các bạn có thể trồng nó sẽ lan khắp nhé. Hoặc là mình trồng ở trong những cái chậu mình để ở trong phòng ấy cũng rất là tốt luôn. Bây giờ mình sẽ cắt để mình nói về công dụng của cây thải lài tím này đối với sức khỏe và sẽ có những phương thuốc để chữa bệnh từ nó nhé. Mình sẽ dùng dao nhé, lục kéo mình cắt vài cái ngọn này ạ. Nó lại lan đi rất là nhanh luôn. Cây thải lài tím nhé, khi mình vừa ngắt về xong đấy ạ. Cây thải lài này thì được đánh giá là một loại cây có hiệu quả đặc biệt trong việc điều hòa chất lượng không khí trong gia đình chúng ta nhé. Các bạn có thể trồng và mình treo ở những cái ban công hoặc là nhà nhé. Việc điều hòa không khí lọc các chất hữu cơ dễ bay hơi đi ạ, các chất là gây ô nhiễm môi trường và các chất kích thích với hệ thần hô hấp nhé. Nếu như trong phòng làm việc hay là phòng ngủ, các bạn có thể bố trí một chậu cây treo hoặc các bạn có thể trồng vào chậu nước nó cũng sống nhé. Thì nó sẽ giúp cho chúng ta có tinh thần thư thái ạ, tỉnh táo và các bạn nhé. Hơn nữa và hiệu quả của nó là sẽ hiệu quả không khí, chất lượng không khí trong phòng làm việc của chúng ta sẽ cao hơn và hoặc sẽ tăng lên các bạn nhé. Và theo như một số sách đông y thì cây thải lài này nó vẫn còn có tác dụng chữa bệnh rất là tốt các bạn nhé. Thải lài tím có vị ngọt, tính hàn, hơi có độc tố một chút các bạn nhé. Có tác dụng là thanh nhiệt, giải độc, lợi liệu tiêu thũng ạ. Dương trừ ho nhé. Lá lon có thể làm rau, có thể làm cây thuốc trị kiết nị, đái buốt, táo bón hay chữa tụ máu, sưng tấy, mụn nhọt, chóc lở hoặc là sỏi thận các bạn ạ. Ở Vân Nam Trung Quốc, cây này được dùng để chữa bệnh thủy thũng hay là sỏi niệu đạo ạ, viêm họng, viêm ruột, tiểu chảy ạ, ho, thổ huyết hay là mắt đỏ, sưng, đau, bỏng nửa hoặc bạch đới ạ, đái đục, bệnh nậu ạ hoặc bệnh nị nhá. Mụn nhọt, phong nhiệt, đau đầu các bạn ạ. Với những bài thuốc rất là đơn giản, các bạn có thể dùng cái lá thải lài này để mình làm nhé. Bài thuốc thứ nhất là đái buốt kiết nị ạ. Các bạn dùng cho mình 30g lá thải lài tươi này với 20g bông mã đề nhé. Sắc để chúng ta uống ạ. Bài thuốc thứ hai là trị mụn nhọt sưng tấy, thải lài tía này, đời sống ạ. Sống đời ạ, cây sống đời ạ, mỗi vị các bạn dùng cho mình 20-30g giã rồi giã tươi các bạn nhé. Và thêm nước vào, vắt lấy nước cốt và các bạn uống bã thì có thể đắp vào những chỗ sưng ạ. Rất là hiệu quả với hai bài thuốc như vậy. Và hôm nay mình cũng chia sẻ các bạn cách chúng ta có thể trồng cây thải lài này trong phòng nhé, hoặc làm việc, hoặc là trong nhà hoặc ban công trước nhà.
chúng ta có thể treo ở cửa sổ, rất là tốt luôn. Đây là mình sẽ cắt cái bớt cái phần đầu này đi, và khi cái phần lá ở đâu ấy thì các bạn sẽ bỏ bớt đi, mình cho vào chậu nước này nhé, vào bình nước này. Và bình nước này thì mình sẽ cho vào đây một vài con cá, vừa làm khi chúng ta làm việc ấy, chúng ta có những lúc nghỉ ngơi thư giãn đầu óc, vừa để làm cho muỗi nó không sinh ra nhé. Đây ạ, mình sẽ vớt cá vào cái lọ hoa nhé, nó sẽ nhảy đấy ạ. Ba con cá thôi, là bỏ gậy mà có muỗi đẻ vào nó sẽ ăn hết ạ. Cái cành thề lài này các bạn trồng trong nước cũng được, mà trồng trong cát cũng được nhé. Và chúng ta còn có thể làm thuốc chữa bệnh để rất là tốt. Rất dễ sống cái cây này. Nhất là những cái bàn học của các con ấy, chúng ta cũng có thể để vào nhé. Một cái rồi. Và mình sẽ trồng vào chậu một ít đất các bạn ạ. Các bạn có thể có mùn cưa hay là ấy thì mình cũng cho vào nhé. Cái này rất dễ sống thôi, thỉnh thoảng các bạn tưới cho nó một ít nước ẩm ẩm vào là được. Đây xong, các bạn có thể xịt nước nhé. Như vậy là mình đã chia sẻ với các bạn là cái bài thuốc chữa bệnh từ cây thài lài tím này, và cách trồng để chúng ta có được cây thài lài trong nhà và làm thanh lọc không khí trong nhà chúng ta nhé. Các bạn thích hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.